Hello, em chào tất cả các bác nhé. Chào buổi sáng các bác nhé. Đấy, thì hôm nay ông gọi bộ quay cái này thì em cũng chưa quay được nhá. Quên. Đấy, em lên bác một con ghế massage nhá. Con ghế này thì bác để ở nhà thì cực kỳ ngon này. Có thể để ghế, có thể vừa có thể nằm được này. Các bác cái này có thể nằm được nhá. Và các bác để tựa lên ghế sofa các bác, hoặc là cái ghế nhà các bác có ngồi được nhá. Đấy, con này ngon đấy. Đây các bác, bật nguồn này. Đấy, bật nguồn nhá, tự động này. Đấy. Nó bóp này, nó bóp này, cái này có nó bóp này các bác. Đây những con lăn ở lưng nhá, lăn lưng này. Đấy, đây bóp cổ nhá. Bóp cái bóp cổ này. Chưa? Bóp cổ bóp đầu ấy. Đấy. Còn đây là cái bóp này là bóp gì đây? Đây bóp cổ bóp đầu. Đấy. Cổ con này thiếu cái gì? Tại vì thiếu cái gì đây, nhưng vẫn bóp bình thường nhá. Đây. Còn đây là bóp hông đây. Đây bóp hai bên hông này. Đấy, hai bên eo ấy. Đây là bóp mông này. Con này ngon chưa? Đấy, bóp mông. Con này bóp từ cổ này, vai cái tận mông này. Đấy. Con này rất là hay nhá, con cài cái Bita, con này cả chế độ làm nóng nhá. Cả chế độ làm nóng lưng đấy, nóng cơ thể. Chưa? Ngon lắm, bằng điều khiển đây. Tắt này. Đây. Tôi vô con này. Đây cho các bác xem. Đây con này con nào nói bị lỗi một chút đây, có lỗi bên đây một tí nhá. Lỗi bên đây một tí thì các bác về các bác vá lại một chút cho em một chút, được chưa? Vá lại một chút. Đấy. Con này chứ nào của nó là con này nó đã tiền phết đấy, đừng có đùa. Đây có túi đựng này. Đây. Đó, các bác ra bác xem đây, con này thông số kỹ thuật đấy nhá. Đây các bác. Con này của nó là bằng đi AC là 100V này. Và 80W nhá. Đó. 80W. Con này các bác vừa thiết kế đèn vừa có thể nằm mà vừa có thể để đưa tựa lưng. Đây các bác có thể nằm được nhá. Đây. Các bác thì nằm như này được. Đấy, nằm để các bác để dài xuống nằm như này được nhá. Đấy, và có thể tựa lưng được nhá. Đấy, thì con này tại vì nó có một số lỗi như vậy nhá. Thì mà em bán con này với giá là 1.800.000 nhá. 1.800.000, nhưng con này không lỗi còn trên 2 triệu cơ. Vì hàng VIP này có cả sửa ấy trước linh tinh, sửa làm nóng lưng ấy. Thì bác nào chốt hàng thì bác liên hệ em nhé, 0983 329 755 nhé, hoặc 0825 853 853 nhé. Em cho các bác xem lại cái model một chút để các bác có thể tham khảo về giá như này. Model này. Đấy, model của nó là AXHPT21 221 nhé. Đây, đây các bác, đây, cái mèo này. Đấy, và đây là cái gì? Rikang Ideo nhá. Kika nhá. Đây là máy là gọi là cục quản lý máy trị liệu đấy, được chưa? Katejo đấy, Denki Masajiki đấy. Tức là đây, này có thể chiều khi chiều nhá. Ok các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Em chào các bác ạ. Chúc các bác một ngày làm việc sức khỏe nhá. Bác lấy thì lại sớm với nhau với nhá.